Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 2 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dâng hương tưởng niệm 79 năm ngày mất đồng chí Tô Hiệu, nhà cách mạng tiền bối của Đảng. Giao ban thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ tư. Nhiều ý kiến đóng góp sát thực vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Huyện Văn Giang đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Kè Hàm Tử, huyện Quế Châu bị xâm phạm nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích quốc gia khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên và tỉnh Sơn La tiến hành dâng hương tưởng niệm 79 năm ngày mất của liệt sĩ Tô Hiệu, mùng 7 tháng 3 năm 1944, mùng 7 tháng 3 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La, lãnh đạo huyện Văn Giang, xã Nghĩa Trụ và đại diện dòng họ, gia đình của liệt sĩ Tô Hiệu. Các đại biểu hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La thành kính dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm nhà cách mạng Tô Hiệu ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và tượng đài của đồng chí trong khuôn viên nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ. Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng, yêu nước tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Phát huy truyền thống của gia đình và quê hương, đồng chí tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi, bị thực dân Pháp bắt và đẩy đi Côn Đảo lúc 18 tuổi. Cuối năm 1934, đồng chí bị thực dân Pháp quản thúc tại địa phương. Cuối năm 1936, đồng chí Tô Hiệu cùng những người cộng sản kiên trung thành lập ra xứ ủy Bắc Kỳ tại Hà Nội. Cuối năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng và đẩy đi nhà tù Sơn La. Tại đây, đồng chí Tô Hiệu được bầu là bí thư chi bộ. Đồng chí cùng chi ủy nhà tù kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết cách mạng, biến nhà tù thành trường học, đào tạo nhiều cán bộ cho Đảng, cho cách mạng. Do chế độ hà khắc trong nhà tù thực dân và sức khỏe suy kiệt, đồng chí Tô Hiệu hy sinh ngày 7 tháng 3 năm 1944 tại nhà tù Sơn La. Nhà cách mạng Tô Hiệu đã hy sinh, nhưng tinh thần Tô Hiệu mãi bất diệt. Đại nghĩa lưu phương, tức nghĩa lớn hương thơm, còn tỏa mãi như bức đại tự trong nhà lưu niệm của đồng chí. Đây cũng là di sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc, của hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La, là sợi dây kết nối cũng như động lực để hai tỉnh cùng hợp tác phát triển. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy cái tiềm năng, cái lợi thế của mỗi tỉnh để trên cơ sở đó hợp tác với nhau phát triển về kinh tế, về xã hội, về quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Và đặc biệt là phải tiếp tục là phát huy cái truyền thống cách mạng của đồng chí Tô Hiệu tại Sơn La cũng như là tại Hưng Yên, trên cơ sở đó để làm động lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi có hiệu quả các cái nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương Hưng Yên cũng như là Sơn La ngày càng phát triển. Chiều qua tại huyện Kim Động, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung xây dựng chương trình rà soát, kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2023. Từ tháng 12 năm 2022 đến nay, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành 146 nghị quyết. Hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, chú trọng nội dung và đảm bảo theo chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Trong thời gian trên, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận 60 đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua nghiên cứu đã chuyển và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến, các đại biểu thảo luận, đề xuất chia sẻ các giải pháp thực hiện, cũng như cách làm hay về việc nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri và nhân dân, đặc biệt tại nơi ứng cử, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc chuẩn hóa quy trình xây dựng chương trình giám sát, việc xác định các mốc giới thời gian, thời điểm trong giám sát, chất vấn, giải trình, vai trò trách nhiệm của cơ quan tham mưu giúp việc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm cũng như của cả năm 2023, đồng chí yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, cùng cấp, thực hiện tốt chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, các cơ chế chính sách liên quan đến người dân doanh nghiệp. Việc tổ chức giám sát theo nghị quyết số 594 phải đảm bảo thực chất, hiệu quả. Giám sát phải đảm bảo tính sẵn sàng hợp tác giữa các cơ quan dân cử với cơ quan đơn vị thực thi pháp luật. Cần phối hợp để nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của chính quyền. Khi giám sát thì đề nghị các đồng chí là giám sát phải có nội dung trọng tâm trọng điểm, những vấn đề cốt lõi của địa phương chúng ta lên giám sát sửa. Mà tôi vẫn nói lại nên là nghị quyết của chúng ta ban hành ấy, thì đề nghị các đồng chí là giám sát ngay nghị quyết chúng ta ban hành, thì chúng ta mới đôn đốc được tổ chức thực hiện. Chứ không có nghị quyết ra cứ khi là một năm các đồng chí mới động đến, thì thưa các đồng chí là chúng ta không thúc đẩy được vấn đề, tạo động lực để tổ chức thực hiện và phát triển. Vì chúng ta ban hành thì chưa có quyền xem xét lại. Nếu mà chúng ta ban hành cũng là một cái nhiệm vụ nữa, là sau khi nghị quyết chúng ta ra và đi vào cuộc sống, thấy rằng mà nó không thể triển khai được hoặc nó có vấn đề, thì chúng ta phải nghiên cứu để chúng ta điều chỉnh. Thực hiện kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý, phản biện của cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia và người dân, trong đó có nhiều ý kiến đóng góp sát thực, cụ thể vào dự thảo. Điều 88 thì có quy định là cái thời hạn trưng dụng, rồi là cái bồi thường, đền bù. Thì chỗ này thì về cái khoản 4 thì chúng tôi thấy là quy định là cái thời hạn trưng dụng là không quá 30 ngày, sau 30 ngày thì để gia hạn. Thì cái này theo chúng tôi là cũng không nên để như thế. Bởi vì là trong thời bình thì được, thế nhưng trong thời chiến thì cái thời hạn ta không định được trước. Mà mỗi lần sau 30 ngày lại đi xin ý kiến gia hạn thì rất mất nhiều thời gian, mất thời cơ. Nó không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong thời chiến. Ta cũng nên có cái điều chỉnh sửa đổi. Đối với khoản 5 của điều 88, người có đất được trưng dụng thì phải thi hành, không thi hành thì cưỡng chế. Theo tôi là cái trưng dụng đất đai và thực hành cưỡng chế đất đai phục vụ cho quốc phòng an ninh trong thời chiến là chúng ta phải có nghiên cứu, có quy định riêng để làm sao đảm bảo cái tính hiệu quả. Điều 203 về quy định về đất tôn giáo thì ở đây tôi đề nghị là cần phải có phân định rõ đất nào là trực tiếp phục vụ cho việc thờ cúng hoặc là đất cho tôn giáo, để tránh cái hiện tượng núp bóng đất tôn giáo để coi như hoạt động kinh doanh. Điều 204 quy định về đất tín ngưỡng thì bao gồm có công trình đình, đền, miếu, am và đất rừng tín ngưỡng. Trong khi đó thì đất tín ngưỡng theo Luật Đất đai năm 2013 thì có bao gồm cả đất từ đường và nhà thờ họ. Nhưng mà trong cái luật này thì không còn, nhưng mà bổ sung vào đó là đất rừng tín ngưỡng. Thì tôi đề nghị là có ai cần nghiên cứu bổ sung để cho đảm bảo với lại cái luật tín ngưỡng và tôn giáo. Cần rà soát các cái luật như kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật cư trú để có những cái từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành dễ hiểu. Về khoản 2 điều 89 theo tôi thì cần phải làm rõ nội dung, nội hàm của các cái quy định trong luật để cụ thể hóa sau này các cơ quan chức năng người ta liên quan đến vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù đất nó đáp ứng đúng theo yêu cầu của luật. Cần phải làm rõ cái nội dung là nơi ở cũ và nơi ở mới nó phải phù hợp với nhau như thế nào. Huyện Văn Giang là một trong 4 huyện của tỉnh Hưng Yên
có diện tích cần thu hồi để xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, người dân trong huyện đã đồng tình ủng hộ và sẵn sàng nhường đất cho dự án. Ngôi nhà rộng 260m² này của gia đình ông Đinh Cứu Quốc ở thôn Đỏ, xã Vĩnh Khúc là một trong 48 ngôi trong thôn buộc phải giải tỏa để nhường đất cho dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại thôn Đỏ, khoảng 20 hộ là anh em, họ hàng với ông Quốc có diện tích phải thu hồi. Qua công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, các ông các bà làm công tác mặt trận tuyên truyền đến tận người dân về chương trình vành đai 4, thì tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng rất là mong muốn được triển khai nhanh và ổn định vật kinh tế và chính trị của địa phương. Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã tham gia vào các ban chỉ đạo, ban tuyên truyền giải phóng mặt bằng, rồi ban rà soát, công việc được triển khai đồng nhất từ xã đến thôn. Qua tuyên truyền thì nhân dân cũng nắm rõ cái chủ trương chính sách của nhà nước. Các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận thì thường xuyên nắm tình hình của nhân dân và cũng qua lắng nghe ý kiến của nhân dân thì nhân dân đồng thuận rất cao. Thời gian này, cấp ủy chính quyền xã Tân Tiến và ban công tác mặt trận thôn thường xuyên đến nhà các hộ có diện tích đất bị thu hồi để xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nắm bắt nguyện vọng và tuyên truyền người dân sẵn sàng nhường đất cho dự án. Qua những lần kiểm đếm, rà soát, xã Tân Tiến sẽ phải giải tỏa gần 250.000m² đất, tất cả là đất nông nghiệp. Thu hồi để đáp ứng cho cái dự án này cho triển khai cho tốt để nhân dân rồi cánh đồng làng như nội là nó cũng phát triển kinh tế nó một mạnh cao lên. Vận động gia đình chúng tôi, chúng tôi cũng vào thì vợ chồng tôi và thôi cái chuyện đường cái của nhà nước thì vợ chồng mình phải nhất trí thôi. Đến nay, qua những buổi vận động tuyên truyền của các cấp chính quyền, 100% người dân trong xã đều đồng tình ủng hộ. Chúng tôi cũng đã xác định là vai trò công tác tuyên truyền là nòng cốt, thành lập các cái ban tuyên truyền, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí rất cụ thể để các đồng chí có thể nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trên cơ sở đó thì sẽ vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện công tác giải phóng bằng cũng như cái việc mà nhân dân trong vùng để người ta hiểu, nhận thức đúng và người ta phối hợp. Trong dự án trọng điểm đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, huyện Văn Giang là địa phương có diện tích thu hồi lớn nhất tỉnh Hưng Yên với khoảng 118 ha ở năm xã, đó là Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Vĩnh Khúc và Mễ Sở. Trong đó, huyện đã rà soát trên 130 ngôi nhà, gần 2.200 thửa đất nông nghiệp và khoảng 2.000 ngôi mộ cần giải tỏa để xây dựng dự án. Công tác vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quan trọng để giải phóng mặt bằng hoàn thành và dự án sớm được triển khai. Nhận thấy việc sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo chuỗi là hướng đi bền vững và ổn định, chị Vũ Thu Hiền ở xã Phùng Hưng, huyện Khoai Châu đã mạnh dạn chuyển đổi tích tụ ruộng đất từ bà con nhân dân quanh vùng để xây dựng mô hình sản xuất tiêu thụ rau sạch theo chuỗi, đảm bảo an toàn thực phẩm với quy mô trên 5 hectare, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi học hỏi, tìm hiểu thực tế tại các địa phương cùng kinh nghiệm kinh doanh rau sạch tại thủ đô Hà Nội nhiều năm, chị Hiền bắt tay vào trồng và kinh doanh rau sạch từ năm 2018. Quy mô ban đầu khoảng hơn một mẫu với các loại rau màu cơ bản theo mùa vụ. Đến nay, trang trại đã được mở rộng lên 5 hectare, trong đó 2,5 hectare trồng các loại rau củ quả an toàn và 2,5 hectare sản xuất lúa tập trung. Toàn bộ diện tích rau an toàn được sản xuất trong nhà màng và đầu tư hệ thống tưới nước, tinh dưỡng tự động, có trang bị lưới giảm nhiệt để bảo quản quá trình sinh trưởng của rau. Hiện cơ sở cung cấp ra thị trường 52 đầu mục rau củ quả như rau ăn lá các loại, ớt chuông, cà chua, cà rốt với sản lượng khoảng 65 tấn rau màu các loại, doanh thu một năm đạt gần 2 tỷ đồng. Các sản phẩm được tiêu thụ thuận lợi thông qua ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp siêu thị với mức giá ổn định cao hơn thị trường từ 10 đến 15%. Đồng thời mô hình cũng tạo việc làm ổn định cho 10 công nhân với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Tận dụng lợi thế địa bàn khi có dòng sông Hồng chảy qua, anh Nguyễn Văn Đĩnh ở thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng trên sông. Sau 3 năm phát triển đến nay, mô hình không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân nơi đây. Năm 2020, cùng với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, anh Đĩnh đầu tư nuôi 15 lồng cá, nuôi các loại cá lăng, chép, chấm trắng, chấm đen rô phi. Đến nay, anh đã có tổng số 21 lồng cá với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Hệ thống lồng bè thiết kế chắc chắn, chịu được dòng nước chảy xiết mùa mưa bão và có hệ thống chắn rác hoàn chỉnh.
Mỗi lồng cá diện tích 50m² có thể nuôi được từ 3 đến 5 tấn cá thương phẩm, còn được đặt so le giúp nước lưu thông thuận lợi. Để cá có chất lượng thơm ngon, anh Đĩnh chọn nuôi theo hình thức bán công nghiệp. Với cá lăng, anh nuôi cá công nghiệp, khi cá có trọng lượng 2kg thì cho cá ăn các loại cá tạp, cá chấm trắng được nuôi kết hợp bằng cỏ thân chuối, cá chấm đen được nuôi bằng ốc. Mới đầu ra thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, qua một vài năm khi kinh nghiệm nó đã được nâng lên và nắm bắt được từng các loại cá theo thức ăn của từng loại. Từ tháng 1 đến tháng 3 trời là rét, chúng tôi nuôi cá lên là nắm bắt xem những con cá nó bị bệnh gì. Một tháng là rửa lồng một lần, hai là bốn góc là đóng vào bốn cái túi là chuyên có vôi bột để khử. Trung bình mỗi năm, anh Đĩnh xuất bán trên 30 tấn cá thương phẩm, giá bán dao động từ 70 đến 120.000 đồng 1kg tùy loại, trừ chi phí, thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không có dự án chỉ là đất thuê thầu lại của Ủy ban Nhân dân xã và một số hộ, nhưng từ đầu tháng 2 năm nay, tại kè Hàm Tử, xã Hàm Tử, huyện Quái Châu, một cá nhân đã tự ý phá chân kè, mái kè và hành lang bảo vệ đê, vi phạm nghiêm trọng luật đê điều. Vi phạm xảy ra từ ngày 9 tháng 2 năm 2023 khi ông Phan Khắc Cảnh có địa chỉ ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đã tập kết hàng chục cây bạch đàn ở mái đê khu vực kè Hàm Tử, vi phạm luật đê điều. Mặc dù khi thấy biểu hiện bất thường, các cơ quan chức năng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tử ngăn chặn xử lý vi phạm trên. Tuy vậy, ngày 21 tháng 2, ông Cảnh tiếp tục dùng máy xúc đào san gạt ở bãi sông, khu vực đỉnh kè, mái kè. Tiếp đó, lợi dụng đêm tối đã san phẳng mái kè và đóng cọc gỗ ngay chân kè. Đã đào, phá mái kè với chiều dài 37m, chiều rộng trung bình gần 14m, tổng diện tích trên 500m², đổ đất, đá ra lòng sông mái kè rộng trung bình 9,5m, dài 37m, cao 2m, tổng khối lượng trên 700m³. Về vi phạm hành lang bảo vệ kè, đào hành lang bảo vệ kè tính từ đỉnh kè vào đê tả sông Hồng, bãi sông với kích thước dọc theo đỉnh kè dài 12,5m, từ đỉnh kè vào bãi 18m, đào sâu 1,2m. Sau khi đào thì chúng tôi đã phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân Hàm Tử, thì chúng tôi đã ngăn chặn, thiết lập hồ sơ gửi Ủy ban Nhân huyện để xử lý. Sau đó tiếp sau thì đến ngày 25 thì khi chúng tôi kiểm tra thì phát hiện là ông Phan Khắc Cảnh này đã bạt mái kè san ra lòng sông và đóng một hàng cọc cừ dưới lòng mép nước. Đây là vụ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đê tả sông Hồng từ trước đến nay, trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn của tuyến kè Hàm Tử, uy hiếp trực tiếp đến an toàn tuyến đê tả sông Hồng. Được biết, tuyến kè Hàm Tử có chiều dài 1,4 km, có vai trò quan trọng trong việc chỉnh trị dòng chảy, bảo vệ bờ và đê tả sông Hồng. Đây cũng là trọng điểm xung yếu của tuyến đê này trên địa bàn tỉnh. Tuy vụ việc xảy ra nhiều ngày, nhưng chính quyền địa phương không có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn kịp thời. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu có biện pháp ngăn chặn ngay hành vi vi phạm, yêu cầu khắc phục lại hiện trạng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Huyện Văn Giang vừa tổ chức tiêu hủy 120 kg pháo nổ do người dân tự giác giao nộp trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Số pháo trên gồm các loại pháo như pháo hoa, pháo sàn, pháo lựu đạn, pháo tự chế với tổng trọng lượng gần 120 kg. Ngoài ra, trong thời gian trên, người dân còn tự giác giao nộp một gậy điện, gần 30 vũ khí thô sơ, 8 khẩu súng, trên 170 viên đạn chỉ và đạn hơi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, 4 trung tâm đăng kiểm ở Hưng Yên bị đình chỉ hoạt động, khiến lượng xe ô tô đổ dồn ồn ứ về 2 trung tâm đăng kiểm 8904D trên địa bàn huyện Văn Giang và 8907D trên địa bàn huyện Kim Động. Nhiều tài xế cho biết họ phải xếp hàng 1 đến 2 ngày nằm chờ mới được đến lượt vào đăng kiểm. Nhiều người không chờ được đành chọn trung tâm đăng kiểm khác nhưng cũng chung điệp khúc chờ. Tuy nhiên, do xe sắp hết hạn nên nhiều người đành phải ngồi đợi. Ông Nguyễn Đình Thế ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết để đăng kiểm được phải mất 2 ngày và phải chạy qua 3 trạm đăng kiểm mới được đăng kiểm, nhưng xe chưa đạt tiêu chuẩn lại phải đi sửa sau đó quay lại đăng kiểm. Tôi đi đăng kiểm từ 10 giờ đêm ngày hôm kia xếp lốt, đến chiều hôm qua thì được vào tới cổng thì là hết giờ.
sáng nay vào đăng kiểm sớm lốt đầu thì là xe bị trục chặt cái đèn lùi. Thế các bác đăng kiểm đây có bảo đi sửa đi rồi về đăng kiểm lại. Nói chung là anh em vất vả quá. Thì thôi thì bây giờ nó khó khăn chung thế này thì cũng phải là theo hàng xếp lốt thôi. Để cho nó có ý thức cho người khác thôi. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8904D trên địa phận huyện Văn Giang mặc dù có 2 dây chuyền kiểm định nhưng do nhân lực kiểm định viên bậc cao chỉ có 1 nên phải dừng hoạt động 1 dây chuyền dẫn đến khó khăn cho đơn vị. Trong khi đó, số lượng xe tăng đột biến từ 200 đến 300% so với trước nên dẫn đến ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm. Hiện tại chúng tôi chỉ có một đăng kiểm viên bậc cao nên là chỉ hoạt động được 1 dây chuyền. Cũng mong là các cơ quan tạo điều kiện để cho các trung tâm được mở lại để cho lại giải tỏa bớt sự ùn ứ cho người dân như bây giờ. Mỗi ngày trung tâm đăng kiểm 04D và trung tâm đăng kiểm 8907D trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng chỉ tiếp nhận được 60 đến 70 hồ sơ, chưa kể các xe bị rớt hôm trước được ưu tiên đi kiểm định lại. Theo kinh nhận của phóng viên, tình hình ùn ứ tại 2 trung tâm đăng kiểm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Số lượng xe xếp hàng vào đăng kiểm đã nối đuôi kéo dài cả cây số.